Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với Giang Review Scratching. Trên những trận đấu bình luận của chúng tôi tối nay thì sẽ có rất nhiều những trận đấu ở giải vô địch của các nhà vô địch nữ TX mới. Và điển hình thì có những trận đấu như là Roshan Sen PZ ở phản đối Indiator Hartwell, nhà vô địch nữ NTX mới. Roshan PZ đã trở thành một bất ngờ khác của buổi tối khi đối mặt với Indy Hartwell, siêu sao giành chiến danh hiệu nữ NTX một năm trước tại NTX Stardust Live 2003 của năm trước, khi PZ phải bỏ trống danh hiệu của mình và PZ đã không tha thứ và quên lãng nói với Howell rằng cô ấy không bao giờ xứng đáng trở thành nhà vô địch. Một lời khiêu khích từ PZ đối với Howell rằng chính PZ mới là xứng đáng để trở thành nhà vô địch chứ không phải Well. Candice Lirai đã cố gắng giúp đỡ Howell, người đã sử dụng chiến thuật chiếu sáng, và trong suốt trận đấu thì lại trở thành một người sử dụng những kỹ thuật chiến thuật rất là thiếu sáng suốt. Howell không hài lòng với điều này và yêu cầu đối tác trong nhóm gắn thẻ của cô lui lại, nhưng điều này giúp PZ có thời gian để đánh top rope, giành chiến thắng trong trận đấu. Vâng, đó là một sự khôn khéo của PZ, và không thể phủ nhận cô là một người một tay đấm rất là có trải nghiệm, có kinh nghiệm và lòng quyết tâm. Một trận đấu xứng đáng giành chiến thắng với PZ. Đó là toàn bộ diễn biến trận đấu. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bye bye.